Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng hướng về màn hình và chúng ta cùng đọc chung những câu kinh thánh này. Please read the scripture. Gia cơ đoạn 4 câu 13 đến câu 17. James chapter 4 verse 13 to 17. Dạ, xin Hội Thánh chúng cùng đọc. Hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài, xong ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết vì sự sống của anh em là chi. Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kia anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình, ham khoe khoang như vậy là xấu. Câu 17. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chủ đề tôi sẽ với anh và chị em buổi sáng hôm nay đó là tương lai trong tay ai. So the subject today is the future in whose hands. Hôm nay là ngày cuối của năm. This is the last day of the year. Thường ngày cuối người ta tổng kết lại để xem một năm chúng ta được gì. In this day they will brief what have they did. In our có những người thành công nhưng cũng có người thất bại. Some is successful but some is failure. Có người có niềm vui nhưng cũng có những cái nỗi buồn. Some is happy and some of them is not. Không biết mà chị em nhận được điều gì trong cuối năm này? So what do you receive in this? Vui hay buồn? Happy or vui nhiều hơn hay là buồn nhiều hơn? Sad. Dạ, vui nhiều hơn. Tạ ơn Chúa. Trong phần kinh thánh này thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Gia Cơ nói rằng mỗi một người chúng ta có một cái kế hoạch cho tương lai của mình. In the scripture, James said that each of us have a different plan. Điều này không sai. This is not wrong. Giả sử như chúng ta có kế hoạch để làm ăn. We have a plan for business. Chúng ta có kế hoạch để cưới vợ. We have plans for marriage. Chúng ta có kế hoạch để mua nhà hay là mua xe. Plan for property or cars. Tôi thấy có những người có kế hoạch rất là lâu dài. Then it is a long plan. Và họ phải tiết kiệm từng chút một. And they're saving one by one. Để họ có được một số vốn lớn để họ có thể kinh doanh hay là mua tài sản. So that they can have the money to do the thing that they're planning. Kế hoạch luôn luôn là đúng. The plan is not wrong. Nhưng mà kế hoạch có Chúa hay là kế hoạch không có Chúa mới là quan trọng. But the plan is with God or without God is important. Có rất nhiều có nhiều người lập kế hoạch nhưng mà kế hoạch của họ không có Chúa. Some of them have plan but they don't have God in. Như vậy kế hoạch có Chúa và kế hoạch không có Chúa khác nhau ở chỗ nào? So what's the difference here? Chúa ban cho ta sự khôn ngoan thông sáng. God give us wisdom. Chúa ban cho chúng ta học thức cao và hiểu rộng. God give us knowledge. Mục đích của sự ban cho đó là để tôi và quý ông bà chị em được lập cái kế hoạch cho cuộc sống của mình. And God give us that so that we can give on our own plan. Nhưng có một câu đối Chúa nói như thế này. But there's a Christian said like dẫu this. Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Even though God gave us wisdom. Chúa ban cho chúng ta tài sản. Give us property. Nhưng chúng ta khôn ngoan đủ. But we're not good enough. Để có thể đặt kế hoạch trong tay Chúa. To put the plan in God's hand. Biết bao nhiêu con người bên ngoài họ cũng lập kế hoạch và thành công. Many people have their own plan. Nhưng có một vấn đề là gì? Là kế hoạch đó không có Chúa. But the thing is they don't have God in that plan. Vậy thì khác nhau ở chỗ nào ông bà chị em? So what's the difference here? Đó chính là cái kế hoạch có Chúa sẽ đi đến kết quả nào và kế hoạch không có Chúa sẽ đi đến kết quả nào. The difference is the result in the ending. Có thể có người rất là thành công. Some of them is successful. Nhưng mà không có Chúa thì kế hoạch cuối cùng của họ là gì? Là sự chết. But without God, the plan is came to death. Cuộc sống của tôi và chị em ở trên đất này không phải chỉ có vài chục năm. Our life on earth not only. Nhưng cuộc sống của tôi và chị em là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là đời đời. But our life is the plan of God. Cho nên khi chúng ta nắm bắt được ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời hay là có Chúa trong cuộc đời chúng ta thì kế hoạch đó có giá trị đời đời. So when we know the wills of God and the God's in our life, the plan is eternity. Trong từ ngày 16 tây tháng 12 cho đến tối ngày 29 tây tháng 12. From 16 to 29 December. Tôi và mục sư Hào, mục sư Lâm, chúng tôi đi truyền giảng ở tất cả các nơi. Me and Pastor Hào and Pastor Lâm, we. Ở thánh của chúng ta có tất cả là khoảng 20 cái điểm truyền giảng chính và có hàng chục cái điểm truyền giảng khác ở ngoài miền Trung. We have around 20 churches in this in the down place and more than a dozen in the middle. Ở tại miền cao thì những cái cuộc truyền giảng ở miền cao có khoảng trên dưới 300 người tin nhận Chúa. In a high place there's around 300 people became a Christian.
Rồi ở tại Sài Gòn, ở tại Tây Ninh, ở tại Củ Chi, chúng ta cũng có hàng chục người tin nhận Chúa. And we also have more than almost 50 in this place. Tối ngày 29 tôi truyền giảng ở tại Bình Thạnh. Chúa cho khoảng trên dưới 30 người tin nhận Chúa. In the night of 29 I preached in Bình Thạnh. Trong đó có những người làm giám đốc, có những người làm tổng giám đốc, có những người làm chủ tịch của tập đoàn. There's around 30 people accepting Jesus and some of them is CEO and director and many. Và tôi thách thức họ rằng là họ cần phải có Chúa, chính là Chúa bình an ở trong đời sống của họ. And I challenge them, please have God in your life, in your plan. Và rất nhiều người đã rời khỏi cái bàn ghế của mình và bước lên để tin nhận Chúa. And some of them leave the place and come. Họ quyết định đặt đời sống, đặt tương lai của họ trong tay Chúa. They put their life, their future in the hands of God. Có những người họ có chức vụ lớn, họ không dám bước lên. Some of them have a very great position but they don't have the dare to stand up. Nhưng khi tôi hướng dẫn họ cầu nguyện tin nhận Chúa, but when I instruct them to pray to accept Jesus, thì họ đứng dưới những bàn ghế đó, họ cũng tin Chúa luôn. They stand in their own place and it's still a chip. Ngợi khen Chúa ông bà chị em. Thank God for that. Hallelujah. Như vậy năm nay hội thánh chúng ta giàu hay nghèo? So this year our church is very wealthy. Vì một linh hồn quý hơn cả thế gian. One soul. Amen. Is better than all. Yeah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái trọng tâm của phần kinh thánh này. We're back to the scripture. Ở trong câu 13 và câu 14. Verse 13 and 14. Đặc biệt là câu 13 nói như thế này: anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Verse 13. Today and tomorrow we go into a certain town and we stay there a year. Cái kế hoạch của người này là gì? So what is this plan this man? Họ sẽ đi đến một cái thành khác để ở đó một năm mà buôn bán và phát tài. They will do business and make profit. Kế hoạch của bọn họ là một năm. Their plan is for a year. Có những người kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm. Some of them the plan is for 5 or 10 years. Nhưng mà ở đây thì người này đã có kế hoạch 1 năm cho việc buôn bán của họ. But this man have the business plan for 1 year. Anh chị em có kế hoạch 1 năm không? So do you have the plan for next year? Bao nhiêu người có kế hoạch cho năm 2024? How many of you here have a plan for 2024? Hồng Im kế hoạch năm 2024 là gì? So what's your plans? Hả? Lấy chồng đúng không? Thật ra kế hoạch của chúng ta có những cái chúng ta lên kế hoạch một cách âm thầm. Sometimes we have the plan for only that we know. Nhưng tôi cũng khích lệ mà chị em nên lên kế hoạch và công bố kế hoạch đó lên. But I encourage you to announce that plan to the others. Và khi chúng ta công bố lên thì lời của chúng ta, những điều mà chúng ta tin nơi Chúa, lời đã nói ra thì Chúa sẽ làm thành điều đó. So when you speak out the plan, God will hear it and God will do it for you. Nhưng mà hãy nhớ rằng kế hoạch đó phải cầu nguyện. But remember to pray. Để chứ này Chúa sẽ chuẩn bị kế hoạch của chúng ta. So that God can be with the plan for. Hoặc là trong khi lên kế hoạch, anh chị em phải cầu nguyện Chúa. So why and why planning you? Để Ngài soi sáng và dẫn dắt chúng ta. So God can give you the light on that plan. Ở đây người này nói rằng là tôi sẽ đi đến một thành khác. The scripture said I would go into a certain town. Có bao giờ anh chị em đã lên kế hoạch để mình đi đến một cái nơi mới để mình sinh sống không ạ? So have you ever planning on go to a different place for living? Đến một cái thành mới cũng là một sự thách thức cho chúng ta. Go to a different city is also a challenge for us. Đa phần chúng ta làm theo những cái thói quen. We often do as habit. Và như vậy chúng ta sẽ không có cái sự thách thức lớn. Therefore we not facing the challenge in our life. Chúng ta làm những cái gì đó mà nó an toàn. We stay in a safe zone. Một ngày kia Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ phải đi qua bờ bên kia. One day Jesus asked the apostles go to a different the other side of the river. Và họ đi giữa biển như vậy thì sóng gió. And when they on the sea, there was the storm on the journey. Và những môn đồ bắt đầu sợ hãi và họ chèo chống. And the apostles become fear and started fighting against the storm. Thì trong bóng đêm đó họ thấy có một cái ánh sáng. And in that night they see the light. Một bóng người đang đi trên biển mà tới. A man walking on the water. Và họ la lên, ma. And they scream, that ghost. Nếu anh chị em đang ở trong cái giữa biển đó mà chúng ta thấy có một bóng người đi trên biển thì sao? So if you are on a boat and you see a man walking on water. Chắc chúng ta cũng nói như các môn đồ phải không ạ? We will do the same as the apostle. Nhưng mà trong đó tất cả những môn đồ thì có một môn đồ không nghĩ đó là ma. But in all of them there's one man that doesn't think like that. Điều đó cũng là một tin tức mừng phải không mà chị em? That's a great news. 11 ông đều nói là đi ma. 11 men said that's a ghost. Nhưng mà một ông nói rằng không. But one man said that is not. Và ông nói như thế này: nếu đó là Chúa, and he said, xin cho tôi đi trên bộ trên biển mà đến. If it is you, Lord. Và Chúa Giêsu nói: ấy là ta đây. Make me walk on water. Hãy đến. Come to you. And God said, come. Chúng ta nghĩ rằng những môn đồ khác, 11 môn đồ khác đang ở trên thuyền, họ đang làm gì vậy? So what do you think about the other 11 apostles on us? Họ rất là an toàn ở trên thuyền đúng không ạ? They stay safe on the boat.
Còn Phêrô thì ông quyết định là nói nếu là Chúa xin cho tôi đi bộ trên mặt biển để đến gần Chúa. But Peter he dared to say let me walk to. Nếu chị em là những môn đồ đang ở trên thuyền, ông bà chị em nghĩ như thế nào về Phêrô? So if you are in the 11 proposal. Ngông cuồng phải không ạ? Pride, yeah. Kiêu ngạo đúng chứ? Very pride. Và tôi gọi những người ở trên thuyền đó là những người ở trong đức tin an toàn. I call the 11 that is the one who in the safe faith. Đi với Chúa, Chúa khích lệ chúng ta hãy bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. God encourages us to walk by faith, not by eyes. Chúa từng gõ trách Thomas rằng vì ngươi thấy ta cho nên ngươi tin, phước God, cho những người không thấy mà tin. God once said to Thomas, you see me and you believe. Chúa luôn luôn thúc đẩy chúng ta để phát triển đức tin của mình. But blessed for those who doesn't see me but still believe. Như người đàn bà Canaan cầu nguyện với Chúa để chữa cho con gái của mình nhưng mà Chúa nói không. Like a woman of Canaan. Khi Chúa nói không có nghĩa là Chúa muốn cho bà phải tăng đức, gia tăng đức tin của mình lên. She asking for help but God said no because he want her to encourage the faith. Sau đó thì Chúa nói là gì? Không có quăng bánh cho chó. And God said I doesn't give bread to the dog. Và bà hạ mình xuống và nói rằng lạy Chúa nhưng mà con chó con ăn bánh trên bàn của chủ rất xuống. But she said puppy also eat the scrumble. Chúa khen bà đức tin lớn. God encouraged her for her faith. Đức tin lớn. A great faith. Rồi một người là thầy đội, Chúa cũng khen là đức tin lớn. And another captain. Và Chúa nói rằng là điều mà các ngươi tin thì việc sẽ thành vậy. And God said what you believe will become truth. Cho nên Chúa thúc đẩy chúng ta để chúng ta phát triển đức tin của mình. So God pushing you to rise up your faith. Trở lại sứ đồ Phêrô thì ông bước những cái bước đầu tiên xuống mặt biển. Back to Peter when he walked his first step on the sea. Có thể ông bước một cách rất là vững vàng trên mặt biển. Maybe he walked very steady. Nhưng khi ông bước vài bước nữa. But few more steps. Tâm trí ông bị chi phối. His mind is. Ông là một ngư phủ, làm sao mà có thể đứng ở đi trên nước được? He's a sailor but he's still walking on water. Ông bắt đầu nhìn gió, nhìn biển. He see the wind, he see the water. Ông sợ hãi và hồng sập xuống. He's scared and he begin to drown. Chúa đưa tay và đỡ ông lại. God give out a hand and pick him up. Ngài trách ông rằng tại sao vậy? God asks, why do you scare? Ông đã bước đi những bước thành công rồi. You already have a few steps ahead. Thật ra bước đi bằng đức tin không phải ai cũng bước vững vàng đâu. But walking on faith, not all of them is steady. Có những lúc chúng ta bước thành công. Some step is successful. Nhưng có những lúc chúng ta bị xíu vẹo. But sometimes we may be drowning. Có lúc chúng ta bị ngã. Sometimes we failing. Nhưng Chúa nói người công bình ngã 7 lần vẫn có thể đứng lên. But God said even you fall. Điều này để khích lệ cho ông bà chị em hãy tiếp tục bước đi bởi đức tin. So God encourages you to walk on faith more and more. Vì chỉ có bước đi bởi đức tin chúng ta mới ăn được gia tài. Because those steps only give you blessing. Chỉ có bước đi bởi đức tin chúng ta mới nhận được phước hạnh từ Chúa. Therefore you receive grace. Chỉ có bởi đức tin chúng ta mới lấy được những quyền năng từ lời hứa của Chúa. And we receive the promise from the word of God. Một người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm. A woman lost her blood for 12 years. Tốn hết tiền của nhưng mà không được chữa lành. Lost everything but still not be healed. Một ngày bà kia mà nghe rằng Chúa Giêsu đi ngang qua đó. And she hearing Jesus had come across her town. Và bà nói trong lòng rằng ta chỉ cần rờ được cái chôm áo của Chúa thôi ta được lành. And she said to herself, I only need to touch his coat. Tôi tin bà nói như vậy không phải là một lần. I believe she not only said that once. Nhưng bà nói điều đó trong cái lòng khao khát mãnh liệt để được chữa lành. But she said that in her soul and in her passion. Đôi khi ông bà chị em cần cầu nguyện. Some of you need prayer. Chúng ta nghĩ rằng là Chúa rất là quyền năng. You thought that God is very great. Và sự cầu nguyện đôi khi rất là dễ dàng để ta được chữa lành. And the praying is easy to get a healing. Nhưng vấn đề quan trọng nó không phải là sự chữa lành. But the point is not the healing. Mà là sự kết nối, sự giao thông của chúng ta với Chúa và được lớn lên ở trong Chúa. But the connection and the grow up from you in God. Có người được chữa lành rồi nhưng mà họ tiếp tục sống trong đời sống tội lỗi. Some of you is already been healed but they still. Đó là môi trường mà ma quỷ có thể gây tổn hại. That is the devil. Kinh Thánh nói rằng đừng có giận cho đến khi mà trời lặng bởi vì ma quỷ nhân dịp. Don't give the devil a chance. Ở khi chúng ta được chữa lành rồi. When we are healed. Nhưng chúng ta lại đi vào cái con đường cũ. But we walk in the same path. Same vehicle. Và ma quỷ nó có cơ hội để nó quậy phá ông bà chị em. That is the chance for Satan. Cho nên bước đi bởi đức tin đó là điều mà Chúa ngài khích lệ. So walking on faith is necessary. Lên kế hoạch cho tương lai nhưng mà có Chúa là điều đó Chúa khích lệ. Planning for future is good, but when you need. Ở đây Kinh Thánh nói rằng là gì? Hỡi anh em, đừng lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. In the Bible, câu số 16. Verse 16. Tại sao việc lên kế hoạch mà lại Kinh Thánh gọi là kiêu ngạo? All such boasting is evil. Bởi vì bất cứ một kế hoạch nào mà chúng ta không còn hỏi Chúa hay là dâng lên cho Chúa thì cái kế hoạch đó được gọi là kiêu ngạo. Because the planning without God is pride. Bởi vì chúng ta ỷ vào tài năng của mình. We depend on our own flesh. Ỷ vào cái sự phán đoán khôn ngoan của mình. On our own wisdom. Ỷ vào cái kinh nghiệm của mình đã quá đủ. On our experience, not on God. Tôi là người kinh nghiệm cho nên tôi làm điều này sẽ thành công. I'm an old wise man, so I'm do it will be good. Nhưng thương bà chị em, nếu chúng ta
kiêu ngạo hay là không nhờ cậy Chúa thì kế hoạch đó có thể bị sụp đổ. But without depend on God, the plan is nothing. Sự sụp đổ đó là ích lợi cho chúng ta. And the plan will be corrupt. Để kế hoạch tiếp theo chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa. So that on our plans we can depend on God. Amen bà chị em. Amen. Chúng ta trở lại câu kinh thánh này. Back to the Bible. Hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. I will stay there for a year and we will do business there and make a profit. Chúng ta thường nghe dạy về đức tin công bố. We've been learning about declare faith. Và chúng ta cũng thường công bố đức tin, lời đức tin. And we also doing that. Lời đức tin không có nghĩa là cái lời mà tự chúng ta hình dung ra. The faith we speak is not the thing that we imagine. Nhưng mà lời của đức tin là lời mà chúng ta nói ra đó trong nền tảng của lời Chúa. But the word of faith is based on the Bible. Bất cứ một cái lời tuyên bố nào của mà chị em gọi là lời đức tin, nó phải có nền tảng của Kinh Thánh. Every single word of faith in you need to base on the word of God. Bởi vì nếu không có nền tảng của Kinh Thánh thì lời đó chỉ là lời của con người mà thôi. Because without the base of Bible, that's kể cả đó là những học thuyết rất là cao siêu. No matter is how great the authority. Nhưng nó không phải là lời đức tin. But that's not the faith. Cho nên nếu như không phải là đức tin thì nó trở thành kiêu ngạo. So without faith it's become pride. Người này nói rằng tôi sẽ đến thành kia một năm. Bible says I will come 2 days for a year. Buôn bán và phát tài. Business and make a profit. Ai đã từng rời khỏi cái chỗ mình ở và đi đến một thành phố khác rồi? Have you ever been to another city? Hoặc là đến một cái vùng nào đó có thể là đi làm ăn. For business, or maybe for living. Tôi đã từng làm như vậy. I've been in that situation. Như tôi đã từng làm chứng cho anh chị em. Just like I said to you. Chúng tôi gom góp và mượn số vốn. We calling for money. Để chúng ta đầu tư nuôi tôm. So we can invest in. Và cái viễn cảnh chúng tôi vẽ ra. And the image chương trình chương trình chúng tôi vẽ ra. The plan that we have. Một năm như vậy chúng tôi làm 3 vụ tôm. We plan to investment 3 times in a year. Chúng tôi ước tính rằng những người hùng nạp với nhau và mỗi một vụ tôm như vậy chúng tôi lời ít nhất là 1 tỷ. And we calculate the money that we have for one time rất chi tiết, rất chi tiết. Is 1 billion for one time. Chúng tôi đầu tư tổng cộng là gần 3 tỷ. We invest for 3 billion. Nhìn vào cái cơ ngơi phải nói rằng rất là vĩ đại. The profit we have. Và cái người đứng ra chịu trách nhiệm nói rằng là gì? Chắc chắn 100% chúng ta sẽ thắng. And the one who's responsible for that, we said we absolutely successful. Thế là bắt đầu tôi đi, tôi nói với người khác, so đừng lo, một năm thôi thì có tất cả. So I said to the developer, just waiting for 1 year. Chúng tôi ước tính là 2 năm sẽ lấy lại vốn. We planning on having back the money from the start. Những năm tiếp theo là dư dật. And after 2 years, it will come. Cái người đầu tư nói rằng sẽ dành 2/10 để dâng cho truyền giáo và xây hội thánh. The other investor said that I will give. Ông bà chị thấy kế hoạch hoàn hảo không? Quá hoàn hảo. The plan is perfect. Và chúng tôi bắt đầu làm xuống mẻ đầu tiên. And we're planning on our first harvest. Wow. Một mỗi tuần đều tôi nhìn thấy tôm được chụp hình và đem lên đưa cho tôi xem. We watch our harvest every week. Tôm lớn lên từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày. The shrimp came grow. Cho đến khi tôm đạt được trên 40 con một ký. Until we raise. Tôi nói hốt bạc rồi. Kỳ này hốt bạc rồi. I said that's good, that's great. Thình lình dính cái trận bão số 9. And there come the storm. Mưa tầm tã luôn. Rain liên tục 2 tuần. For 2 weeks. Chúng ta cầu nguyện để cho bão nó ngừng lại. We pray for the storm to stop. Và càng cầu nguyện thì mưa nó càng lớn. But the more we pray, the storm keep becoming bigger. Một ngày kia tôi thấy ở dưới kia không báo cho tôi cái gì cả. And I say that doesn't give me any information. Đâu không khoảng gần 2 tuần chụp hình cho tôi, tôm chết. And after 2 weeks, they said the storm is already dead. Nuôi tôm mà mong tôm chết một con thôi thì nó chết hàng loạt luôn. And one came to another dead. Và quyết định là sam bán. And we decide to sell it as soon as mẹ đó chúng tôi lấy lại được vốn lời được người được 18 triệu. At least we have a profit of 18 million. Cũng ngon chứ. That's good enough. Bắt đầu làm sạch lại. So we began to restore. Thả mẻ thứ hai. Do the second harvest. Cầu nguyện khá đầy đủ. Keep more praying. Nhưng mà nuôi được tháng mấy. But after a month, the shrimp still dead. Quyết định đầu tư thả mẻ thứ ba. And we keep investment on the third one. Nuôi được 2 tháng. For 2 months. Chết. And still death. Chúng ta tìm hiểu, ủa tại sao lại mình mướn cả kỹ sư để làm mà? And we still haven't figured out the reason why they death. Thì tôi suy một ra một điều là do cái kế hoạch của mình không có Chúa. And I realized that the planning doesn't have God. Chúng ta thường bị lừa dối ở chỗ này anh chị em. We've been fooled by one thing. Chúng ta lập kế hoạch trước khi chúng ta cầu hỏi Chúa. We planning before we asking. Có phải không ạ?
Trước khi cưới, trước khi hỏi Chúa, chúng ta đã yêu mất rồi, làm mà chúng ta còn hỏi Chúa thì đâu có còn nghe được tiếng Chúa nữa. We love, we marry before we ask God. Khi mình yêu một ai đó rồi, when you love someone, vừa nhìn tấm hình người đó thôi, seeing the picture of it, trái tim nó cũng nhảy ra ngoài rồi. Our heart is pumping. Bây giờ cầu nguyện Chúa ơi, Chúa ơi, có phải người đó của con không? And we pray, this is the one for me, right? Chúng ta nghe trái tim nó đập phình phình, chúng ta nghe tưởng đâu Chúa nói ừ, ừ, ừ. Our heart is racing and we thought that God said yes, yes, yes. Yêu mất tiêu rồi. But that is not true. Cho nên phải cầu nguyện trước khi yêu. So pray before you love. Amen. Amen. Yeah. Muốn lập kế hoạch gì đó cầu nguyện trước khi lập kế hoạch. Pray before the plan. Đức Chúa Trời mới ban phước cho chúng ta. So that you can have the God with you. Mà chúng tôi ngồi lại, chúng tôi ăn năn với Chúa về điều này. We gather around and we. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giải cứu chúng con. Please forgive us for us. Đức Chúa Trời đã đưa cánh tay của Ngài để giúp đỡ chúng tôi. Raise your hand for us. Và chúng tôi vượt qua. And we through that. Và sau khi chúng tôi tìm hiểu thêm nữa. After we realize that. Tại sao cái vấn đề nuôi tôm chúng tôi bị thất bại? Why did we fail? Become failure? Là bởi vì nhà nước ở cái khu vực đó họ quyết định là đắp một cái đập ngăn mặn. Because the government at the place they built. Nuôi tôm cần nước mặn mà giờ ngăn mặn thì sao có nuôi được? They stop the water that we need. Và một năm họ chỉ cho phép xả đập một lần. And they only release the dam. Như vậy thì làm sao mà có thể làm được? So how come you can do that? Cho nên kế hoạch đó chúng tôi không theo đuổi. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng tôi lấy lực vốn trong tương lai. And we're praying for the money, take back the money that we give. Như vậy cái người này nói rằng ngày mai tôi sẽ đi đến đó để tôi buôn bán và phát tài. So back to the scripture, go to some town and stay there for a year. Họ buôn bán chưa? Business. Họ phát tài chưa? Make a profit. Nhưng mà trong đầu họ buôn bán chưa? Và họ phát tài trong đầu chưa? That's only planning. Những cái điều ở trong đầu chúng ta rất là quan trọng. The thing in your mind is very important. Kinh Thánh gọi đó là khải tượng. Bible says it is vision. Hay là sự hình dung. Or imagination. Thi Thiên 23 câu 7 nói rằng trong lòng hắn thế nào hắn quả thế ấy. Trong lòng hắn thế nào. So what your heart think. Thì hắn sẽ thế ấy. You will speak it out. Chúa dạy chúng ta về sự hình dung ở bên trong. God teach you the hình dung những điều tích cực. Hình dung những cái điều tích cực. Vision the positive. Hình dung những cái bước đi của chúng ta. Vision of stuff. Bởi vì sao chúng ta cần hình dung? Why we need it? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo dựng nên chúng ta giống Ngài. Because God said God build a building us like Him. Chúng ta có đức tin. We have faith. Chúng ta có lời Chúa. We have the word of God. Chúng ta có hy vọng ở trong Chúa. We have hope in God. Cho nên nếu có đức tin, so when you have faith, có hy vọng, have hope, mà không có lời, without a word, là thất bại. That's a failure. Nếu có đức tin, with faith, nếu có lời, with word, mà không có hy vọng, but without hope, là thất bại. Still fail. Cho nên đòi hỏi phải có ba yếu tố. So need three things. Đức tin, must need it. Lời Chúa, hope, faith, và hy vọng. And word of God. Chúng ta sẽ thấy thành công. And we will see successful. Tôi xin lặp lại, phải có ba yếu tố này. Three element. Đức tin, faith, dựa trên lời Chúa, based on the word of God, và có hy vọng. And having a hope. Chúng ta God, sẽ thành công. You will be successful. Và nếu có điều gì mà ông bà chị em cầu nguyện lên kế hoạch mà chúng ta thấy bất an, and each time that you pray you sing is not hope. Hãy dừng lại. Stop that. Tiếp tục cầu hỏi. Asking for God. Nếu mà Chúa nói không, and God said no, thì đừng cố chấp. Then don't stubborn. Bởi vì chúng ta không có nền tảng của lời. Because we don't have the word of God as a base. Nhà ai lấy giùm hai chai nước. Chúng ta không có nền tảng của lời, cho nên là cái đường chúng ta nó không có cái nền chắc để cho cái chiếc xe đức tin này nó vận hành. The foundation need to be the Bible, the word of God, so that we can go smoothly. Mà khi anh chị em thất bại, anh chị em bắt đầu trách Chúa. And when you fail, you became. Con có cầu nguyện mà. I pray. Why do we fail? Con có tất cả mà. I have everything. Con làm trình tự hết mà. I go through the process. Nhưng mà thật ra chúng ta đã bị hỏng ở một chỗ nào đó. But the point is we're losing something in that. Bây giờ chúng ta xem tiếp câu số 14 nghĩ như sao. Verse 14. Xin mời chiếu máy dịch. Đây là lời khuyên của sứ đồ Giăng-cơ. This is the word of John. Sống ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. How do you know what will happen tomorrow? Vì sự sống của anh em là chi chẳng qua như hơi nước. For your life is like the morning fog. Hiện ra một lát rồi tại tan ngày. Here a little while, then it's gone. Điều này sứ đồ Giăng-cơ không phải dập tắt đức tin của chúng ta. James doesn't stop our faith in this. Bởi vì nếu mà James đọc ở trong Giăng-cơ đoạn 1. Back in James chapter 1. Giăng-cơ đã cho chúng ta nói, ông đã nói về đức tin rất là hay. James speak about faith very good. Nếu không có đức tin thì không thể nào có thể nhận được gì từ Chúa. You never receive anything without faith. Ông gọi cái người mà không có đức tin nó giống như sóng biển. James called the one without faith just like the wave of the sea. Và cái đời sống không có ổn định. And the life is not steady. Và không nhận được gì từ nơi Chúa cả. Receives nothing from God. Cho nên nếu sứ đồ Giăng-cơ đã đề cao về đức tin. So James already stopped talking thì about faith. Thì không thể nào ở đây ông dập tắt đức tin người ta. So he will not stop your faith in this. Nhưng ông muốn cho chúng ta một cái hiện trạng. But
He want to give them. Để mỗi một người nhìn biết hiện trạng của mình. So that you can see your own situation. Thật ra đời sống của chúng ta, tương lai của chúng ta. Your life and your future. Đang ở trong tay của ai? In whose hand? Ông muốn nhấn mạnh điều này, đó là tương lai đem ở trong tay Chúa. Your future must be in God's hand. Tương lai đem thuộc về Chúa. Belong to God. Phao-lô nói như thế này. Paul said. Nếu tôi sống là tôi sống cho Chúa. If I live, I live for Him. Mà nếu tôi chết là chết cho Chúa. I die also for Him. Tôi ở lại là kết lợi cho anh em. I stay. Nhưng tôi về với Chúa là phước hạnh. But when I come to God, it's more blessing. Cho nên tương lai của chúng ta cần nhận biết chúng ta thuộc về Chúa. So our future need to belong to God. Và đời sống của chúng ta trên đất rất là ngắn ngủi. Because our life on earth is short. Giống như hơi nước hiện ra một lát rồi là tan ngay. Just like a smoking fog for a while and then it's gone. Mà cho em có từng đứng trước một cái buổi bình minh mà sương dày đặc không ạ? So have you ever stand? Như là ở vùng nông thôn chúng ta thấy là sương đọng trên cái ngọn lúa hoặc ngọn cỏ. You can see the fog rise on the leaf. Nhưng mà một chút khi khi ánh bình minh nó là mặt trời lên cao thì tất cả những cái sương đó nó tan hết. But when the sun comes up, the fog is gone. Gia cơ ví đời sống chúng ta giống như là sương vậy. And our life just like a fog. Hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Here for a little while and it's gone. Nhưng bà chị em nói rằng là không, tôi cũng sống được vài chục năm mà. And some of you say I live for. Nhưng mà một năm trước mặt Chúa như là bao nhiêu ngày? But a thousand years in God's eyes. Một năm trước mặt Chúa như là 1,000 ngày, và 1,000 ngày như là một năm. Giả sử 1,000 ngày mà chia cho như chia theo tỷ lệ thì ngày của trước mặt Chúa đó 1,000 ngày, một xin lỗi 100 năm của chúng ta là bao nhiêu ngày của Chúa? Xin lỗi, một ngàn năm như một ngàn năm của chúng ta như một ngày của Chúa. So a thousand years with us is a day in God's eyes. Vậy thì nếu ta sống 100 năm thì bao nhiêu bằng bao nhiêu ngày của Chúa? So we live 100 years. 24 tiếng luôn thì nó bằng là có 2 tiếng 4 à? About 2.4 hours. Rồi chúng ta cũng sẽ tan đi. So we will be gone just like a fog. Cho nên ở đây nó là gì? Sự sống của em là chi? So Bible said. Thật ra sự sống của chúng ta rất là quý giá trước mặt Chúa. Our life is precious in God, in front of God. Có một nhà thơ nói như thế này. There's a poet. 36,000 ngày là mấy? So 365 days. Cảnh phù du trông thấy cũng được cười. For nothing. Hoặc là có một câu nữa là giả tràng xe cát biển đông. So everything is nonsense. Chúng ta biết cái con giả tràng không ạ? Nó xe cát lên, nó xây giống như lâu đài tình ái vậy. It's animal that building things on sand. Thành cơn sóng ập tới tan hết. It's building on the sand of sea and the wave came, everything is gone. Cho nên sự sống của anh em là chi? So what is your life? Giống như hơi nước. Just like a morning fog. Đời sống chúng ta như là hơi nước. Our life just like that. Hiện ra một lát. Appear for some time. Rồi tan đi. And just gone. Như vậy cuộc sống chúng ta ngắn quá. So our life is too short. Ngày 25 tháng 12 vừa qua. In 25 December. Một vị nhạc sĩ mù nổi tiếng của Việt Nam. A blind famous. Chắc một số bà chị em biết phải không? Biết ông đâu nào? Musician, yeah. Dạ. Dạ không. Đó là nhạc sĩ Thanh Điền. A blind famous musician. Ông mới 57 tuổi thôi. He 57 years. Oh. Phải nói là ông mới được biết mới được giới truyền thông biết đến trong năm 2018. And he only been recognized in 2008. Ông mù từ nhỏ nhưng mà ông có một cái năng khiếu về âm nhạc. 2018 he blind from when he was born but he had. Một mình ông với cây đàn guitar giống như một ban nhạc vậy. He became a band with only a guitar in his hand. Và tương lai của ông còn đầy sáng lạn. And his future is still opening. Ông xây cả một cái kênh TikTok và YouTube rất là hoành tráng. He built a great massive channel on TikTok. Hàng trăm ngàn người theo dõi ông. Thousand of them follow. Những cái bài nhạc của ông đánh hàng triệu view. His song is billion of view. Ông được rất nhiều người hâm mộ và cho tiền. He is famous, he being donate very much. Nhưng ngày 25 tháng 12 vừa qua. But on the 25th. Trong một lần December. Ông bị tai biến, nằm bệnh viện, sau đó thì ông đi. He go to the hospital and người ta gone. Thương tiếc vì một nhạc sĩ tài hoa này. They crying for talent. Mới có 57 tuổi thôi. Musician. 57. Chúng ta đứng trước nghĩa địa thì chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu những người chết. Có người thì rất trẻ, nhưng có cũng người cũng rất thọ. You see in the graveyard there's many men is young, some of them is very old. Nhưng cho dẫu thế nào đi chăng nữa thì cái tuổi của chúng ta trước mặt Chúa giống như là hơi nước. But in front of God is only a fog. Sứ đồ Gia-cơ nói lên điều này không phải để chúng ta sợ hãi. James said this not for us to be afraid. Nhưng cho chúng ta biết rằng đời sống chúng ta rất là ngắn ngủi. So that we can attention that our life is short. Khi chúng ta tin Chúa và đặt chính đời sống của mình ở trong tay Chúa. When we put our life in God's hand.
thì đời sống chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Our life will be completely different. Giả sử chúng ta mỗi một người là đều có số 0. For example, each of us is zero. Nếu số 0 bây giờ có 1000 có số 0, 1 triệu số 0. So 1000 billion of zeros. Nó có ý nghĩa gì không? It's still nothing. Nó vẫn là không. Still nothing. Nhưng nếu có số 1 đứng đầu. But when a number 1 is cứ mỗi lần khi một số 0 vào. Each time a zero số 1 này cho nên có giá trị. The number 1 is becoming. Vậy thì ông bà chị em có muốn biến cái hơi nước ngắn ngủi này để có giá trị không? So do you want to become value in God's hand? Cho nên khi chúng ta đặt mình vào trong Chúa. So put yourself in it. Chúa là số 1. God is number 1. Chúng ta là những con số 0. We are the zero behind. Và số 0 đó luôn luôn có ý nghĩa. And the zero become value. Khi có số 1 đứng đầu. When the number 1 is standing on the front. Chúa là vô tận. God is eternity. Khi mà ở trong Ngài, chúng ta cũng thuộc về vô tận. When we in him, we belong to the infinity. Cho nên tôi chúc mừng cho những anh chị em đã tin Chúa Giêsu làm cứu chuộc đời sống mình. So I'm happy that you believe that Jesus in your life. Mà tương lai của chúng ta có thể ngắn ngủi ở trên đất hay là dài. And no matter how long or short your future on this earth. Điều đó không quan trọng bằng chúng ta có Chúa ở trong đời sống của mình. It doesn't matter as God in your life. Amen. Amen. Có Chúa là có tất cả trong đời sống của chúng ta. God is your everything. Có Chúa thì những điều vô nghĩa nó trở thành có ý nghĩa. Nonsense become something for your life. Có Chúa thì những cuộc đời người ta gọi là vô dụng thì nó cũng trở nên có giá trị. When useless become helpless. Biết bao nhiêu người trong chúng ta cũng đã từng bị người khác chê là vô dụng phải không? Maybe some of you have been called useless by someone. Nhưng từ khi anh em có Chúa, anh em thấy có sự khác biệt không? But when you have God, you will see the difference. Cuộc đời chúng ta bắt đầu được tôn trọng. Our life became respect. Trước đây chúng ta đi đến đâu người ta có thể sợ hãi chúng ta, người ta ghét chúng ta. They are afraid of you. Nhưng bây giờ mỗi người trong chúng ta đều là có giá trị. Because each of you is value. Có những anh chị em theo Chúa phải đánh đổi bằng cả gia tài của mình. Some of you pay for everything you have. Vì cớ người thân nó là gì? Theo Chúa không chia gia tài. Because your family said you will have nothing if you follow Christian. Họ chấp nhận để trả giá và xây dựng một cái tương lai trong Chúa. But they still accepting that to build his their future in God. Và anh chị em không biết là điều một điều rất là lạ xảy ra. And a certain thing happened. Đó là họ vẫn những người mà theo Chúa đó vẫn giữ vững cái đức tin. And that person still và những faith. Người mà ngăn trở chống đối và không có không có yêu thương cái người mà theo Chúa đó. And whoever stopped them from growing their faith. Thì bây giờ họ trở lại họ yêu thương. They became back and they love that person. Và họ tin những người tin Chúa hơn là những người không tin Chúa. The one that became Christian. Có một tin vui mà tôi cảm ơn Chúa vì thứ sáu vừa rồi. Have some great news. In the Friday. Hôm nay thì em Nam không có đi giống ở đây. Brother Nam is not here today. Bởi vì đưa ba về dưới lại mặt Vĩnh Long. Yeah. But he rises at home in Vĩnh Long province. Ba của Nam đã từng được một sứ đức con của cô Liên ở đây làm chứng. His dad was accepting God by Pastor Duke. Và khi một sứ đức làm chứng thì ông đuổi ra chửi. Có đúng không Phương? And this old man he doesn't accepting Pastor Duke. Nhưng thứ sáu vừa rồi. But last Friday. Nam đã đưa ông đến đây. Và ông tin Chúa Giêsu. He came back to the church. Hallelujah. Accepting Jesus this time. Yeah. Cảm ơn Chúa. Như vậy bắt đầu cuộc đời ông bắt đầu có ý nghĩa. So your, his life became value. Cuộc đời của Nam trước đây cũng vậy. And brother Nam life is also like that. Là một cuộc đời dường như là bỏ đi. A life for nothing. Chính Nam làm chứng như thế. His this is his testimony. Nhưng em đã tin Chúa và em đã học trường Kinh Thánh. But when he accepting Jesus. Sau 2 tuần. After 2 weeks. Em đã từ bỏ được thuốc lá, bỏ được rượu và những cái cờ bạc. He gave up smoking, drinking and gambling. Và đó là cái gương sáng cho gia đình của Nam. Only for 2 weeks. Tôi không tôn cao Nam. I didn't pray and give glory to Nam. Nhưng tôi tôn cao Chúa ở trong Nam. But I give the glory for God và in Nam đã được thay đổi bởi vì đặt Chúa trong đời sống của mình. Because God in his heart and in his life. Cho nên lại nói rằng là sự sống chúng ta dù là hơi nước. So back to the script. Our life is like a morning fog. Nhưng nếu chúng ta biết dùng những cái điều tạm thời này đặt trong tay của Đấng toàn năng. But if you put that thought in God's hand. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. It will be have meaning. Câu 15 ghi như thế này, anh em phải nói trái lại. Verse 15, what you ought to say is. Vì bằng Chúa muốn. If the Lord want us to. Và ta còn sống. We will live and do this. Như vậy cái điều quan trọng nhất ở trong cái kế hoạch của chúng ta trong tương lai là gì? So the most important thing in the plan. Điều thứ nhất là có ý Chúa. First, Lord want us to. Thứ hai là còn sống. The second thing, we will live. Có ý Chúa. God wills. Và còn sống. And we still live. Kế hoạch 2024 của chúng ta là gì? So that is your plan. Có ý Chúa. The Lord và want còn us sống. To. And we still live. Amen. Amen.
nói với người bên cạnh có Chúa và còn sống. Talk to the person next to you, still have God. Thì năm 2024 sẽ là năm phước hạnh cho chúng ta. Your 2024 will be blessing. Chúng ta chuẩn bị tạm biệt năm cũ. We goodbye to the old years. Và chúng ta bước vào năm mới. Step in the new year. Đầy đức tin. Great faith. Đầy lời Chúa. Word of God. Đầy hy vọng. With hope. Có Chúa. And we have God. Và còn sống. And we still live. Sẽ hiệu quả. It will be successful. Amen. Hãy đón chào năm mới thành công kết quả cho chúng ta. Welcome the new year with your faith. Amen. Ngày mai là một tay. Tomorrow is we first. Hội thánh sẽ có ngày kiêng ăn cầu nguyện ngày 1 và ngày 2 tây. Church will be fasting. Nếu mà chị em ngày mai chúng ta được nghỉ Tết tây thì đừng đi đâu hết. Hãy đến đây. So we welcome you here tomorrow. Đừng đi chơi ở đâu hết. Hãy đến đây. Just go here and fast. Đến đây chúng ta sẽ thấy khác sự khác biệt. You will see the difference. Amen. Amen. Chúng ta cầu nguyện. We pray. Để thời gian nhiều cho Chúa. For the time of God. Và Chúa sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài cho đời sống của chị em. God give you His will. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Khen Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ. Chúng tôi chào đón người chị em đó là vợ của anh Lương. Chào chị. Dạ. Xin chị giới thiệu tên để cho Hội Thánh biết ạ. Dạ. Chị Liên. Dạ. Bữa nay như vậy gì chúng ta có chào thêm một chị Liên nữa. Ở đây có Trung Liên, Tiểu Liên, Đại Liên. Bây giờ chị là gì? Được biết khi tôi gặp chị lúc sáng thì anh Lương có nói rằng là hôm nay sẽ cầu nguyện cho chị. Dạ, xin mời chị bước lên đây, ta sẽ cầu nguyện cho chị. So please come forward and we will pray for you. Chị Liên là người Công giáo. Bây giờ chị quyết định để dâng đời sống của mình trong tay của Chúa. Hallelujah. Mời thánh thần đứng lên chúng ta cầu nguyện cho chị em của chúng ta. Please stand up and pray for this. Pray for her. Dạ, chị đã có niềm tin rồi. Bây giờ chị mời Chúa vào lòng của chị là đủ nha. Đây, chị cầu nguyện theo tôi nha. Kính lạy Thiên Chúa toàn năng. Con cảm ơn Ngài. Ngài cho con có cơ hội để biết về Ngài. Con cũng có niềm tin rồi, nhưng con chưa mời Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Giờ đây con bằng lòng kính mời Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi bước vào đời sống con. Xin ấn chứng đời sống con bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con dâng đời sống con trong tay Chúa và tương lai của con trong tay Chúa. Con tin rằng tương lai của con có Chúa, đầy hy vọng và có lời Chúa, chúng con sẽ thành công. Con cảm ơn Cha, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Dạ. Yeah. Tôi cầu nguyện cho chị nha, chị họ tên gì? Chị Liên, họ tên gì? Dạ. Yeah. Dạ, yeah, chị không cần phải cầu nguyện theo, tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Tôi mời anh Lương luôn luôn ạ, mình cầu nguyện cho anh chị. Ngày năm tới lại. Lạy Cha yêu thương của chúng con, cảm ơn Ngài vì Chúa cho anh Lương đã có cơ hội để biết Chúa, tin Chúa và học lời Ngài. Và giờ đây chị đã đến để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống của mình. Con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu, con chúc phước cho anh chị và chúc phước cho hôn nhân của anh chị, gia đình của anh chị, con cái của anh chị, hậu tự của anh chị. Những chuỗi ngày sẽ được phước hạnh từ nơi Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi truyền lệnh cho linh của sự cướp giết quỷ diệt phải rời khỏi gia đình này, rời khỏi dòng dõi này, và để anh chị em con bước vào trong một tương lai đầy hy vọng vì có Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con dâng anh chị trong tay Chúa, dâng chị Liên trong tay Chúa. Cảm ơn Cha, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Dạ. Rồi anh chị. Rồi khen Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh Chúa bài đấng nắm giữ tương lai. We sing a song with us. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.